100 câu nói truyền động lực của nhà văn Helen Keller. Helen Keller, sinh năm 1880, mất năm 1968, là một trong số 100 nhân vật tiêu biểu của thế kỷ 20 do tạp chí Times bình chọn. Bà đã vượt qua những hạn chế về thể chất của bản thân và trở thành nữ văn sĩ nổi tiếng, nhà hoạt động xã hội, diễn giả người Mỹ. Bà là người khiếm thính khiếm thị đầu tiên giành học vị cử nhân nghệ thuật. Những câu nói của bà không chỉ sâu sắc mà còn truyền động lực và nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhân loại. Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng, mà chúng ta không thấy cánh cửa khác đã mở cho chúng ta. Tôi thà đi bộ với một người bạn trong bóng tối, hơn là một mình trong ánh sáng. Hãy giữ khuôn mặt của bạn dưới ánh nắng mặt trời và bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng tối. Đó là những gì Hoa Hướng Dương làm. Những điều tốt nhất và đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hoặc thậm chí chạm vào. Chúng phải được cảm nhận bằng trái tim. Tôi đã khóc vì tôi không có giày cho đến khi tôi gặp một người đàn ông không có chân. Một cuộc sống hạnh phúc không bao gồm sự thiếu vắng, mà ở sự làm chủ những khó khăn gian khổ. Cuộc sống hoặc là một cuộc phiêu lưu táo bạo, hoặc không có gì cả. Đừng bao giờ cúi đầu, hãy ngẩng cao đầu, hãy nhìn thẳng vào mắt thế giới. Kết quả cao nhất của giáo dục là lòng khoan dung. Lòng khoan dung là món quà lớn nhất của tâm trí. Nó đòi hỏi nỗ lực tương tự của bộ não mà nó cần để giữ thăng bằng trên xe đạp. Tri thức là tình yêu, ánh sáng và tầm nhìn. Lạc quan là niềm tin dẫn đến thành tích, không thể làm gì nếu thiếu hy vọng. Đừng nghĩ đến những thất bại ngày thường, mà hãy nghĩ đến những thành công có thể đến vào ngày mai. Không một người bi quan nào từng khám phá ra bí mật của các vì sao, hoặc đi thuyền đến một vùng đất chưa được khám phá, hoặc mở ra một cánh cửa mới cho tinh thần con người. Khi chúng ta làm điều tốt nhất có thể, chúng ta không bao giờ biết điều kỳ diệu nào sẽ được tạo ra trong cuộc sống của chúng ta hoặc trong cuộc sống của người khác. Đừng nản chí, trong tương lai là đất hứa. Thành công và hạnh phúc của bạn nằm ở bạn. Không có lối tắt dẫn đến bất kỳ nơi nào đáng đến. Những người bạn của tôi đã tạo nên câu chuyện của cuộc đời tôi. Sự sống khép lại không hơn gì việc đi từ phòng này sang phòng khác. Nhưng có một sự khác biệt đối với tôi, bạn biết đấy. Bởi vì trong căn phòng khác đó, tôi sẽ có thể nhìn thấy. Tôi mong muốn hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao và cao cả. Nhưng nhiệm vụ chính của tôi là hoàn thành những nhiệm vụ nhỏ, như thể chúng lớn lao và cao cả. Người ta không bao giờ có thể đồng ý leo thang khi người ta cảm thấy thôi thúc muốn bay lên. Mặc dù thế giới đầy đau khổ, nhưng cũng có đầy rẫy người vượt qua nó. Thế giới này đầy rẫy những quan tâm và nỗi buồn phiền, đến nỗi chúng ta phải trả ơn cho nhau khi khám phá ra những tinh thể tươi sáng của niềm vui ẩn chứa trong những hoàn cảnh u ám và những nhiệm vụ khó khăn. Đại học không phải là nơi để tìm kiếm ý tưởng. Những gì tôi đang tìm kiếm không phải ở ngoài đó, nó ở trong tôi. Hạnh phúc không đến từ bên ngoài, nó đến từ bên trong. Tính cách không thể được phát triển một cách dễ dàng và yên tĩnh. Chỉ thông qua trải nghiệm thử thách và đau khổ, tâm hồn mới có thể được củng cố, tầm nhìn sáng tỏ, tham vọng được khơi dậy và đạt được thành công. Chúng ta không bao giờ có thể học cách dũng cảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế giới. Mọi thứ đều có những điều kỳ diệu của nó, ngay cả bóng tối và sự im lặng, và tôi học. Dù tôi có thể ở trạng thái nào, đều thấy vui thích. Quá nhiều thứ đã được trao cho tôi. Tôi không có thời gian để suy ngẫm về điều đã bị từ chối. Hãy vui lên, đừng nghĩ đến những thất bại của ngày hôm nay, mà hãy nghĩ đến những thành công có thể đến vào ngày mai. Bạn đã cho mình một nhiệm vụ khó khăn,
nhưng bạn sẽ thành công nếu bạn kiên trì và bạn sẽ tìm thấy một niềm vui khi vượt qua những trở ngại. Hãy nhớ rằng, không có nỗ lực nào lãng phí khi chúng ta thực hiện để đạt được điều gì đó đẹp đẽ. Nhiều người có quan niệm sai lầm về điều gì tạo nên hạnh phúc thực sự. Nó không đạt được thông qua sự tự thỏa mãn, mà là nhờ sự trung thành với một mục đích xứng đáng. Hãy quyết tâm để giữ hạnh phúc, và niềm vui của bạn và bạn sẽ tạo thành bất khả chiến bại trước khó khăn. Hãy đối mặt với những khiếm khuyết của bạn và thừa nhận chúng. Nhưng đừng để chúng làm chủ bạn, hay để chúng dạy bạn sự kiên nhẫn, ngọt ngào, sáng suốt. Người đáng thương nhất trên thế giới là người có thị giác nhưng không có tầm nhìn. Việc mất thị lực không làm suy giảm phẩm chất của trí óc và trái tim. Đúng vậy, tôi không thể nhìn thấy những ngôi sao rải rác như bụi vàng trên bầu trời. Nhưng những ngôi sao sáng như vậy vẫn tỏa sáng trong tâm hồn tôi. Một mình chúng ta có thể làm rất ít, cùng nhau chúng ta có thể làm rất nhiều. Những người bạn thực sự không bao giờ xa nhau, có thể ở khoảng cách, nhưng không bao giờ ở trong trái tim. Bạn đã bao giờ ở trên biển trong màn sương dày đặc, khi dường như một bóng tối trắng hữu hình vây kín bạn, và con tàu vĩ đại, căng thẳng và lo lắng, dò dẫm hướng về phía bờ với đường dây âm thanh và âm thanh mạnh mẽ, và bạn chờ đợi với trái tim đập cho một cái gì đó sẽ xảy ra. Tôi giống như con tàu đó trước khi việc học của tôi bắt đầu. Chỉ có tôi là không có la bàn hoặc dây định âm và không có cách nào biết được gần bến cảng như thế nào. Đó là cô giáo thiên tài của tôi. Sự đồng cảm nhanh chóng của cô, sự khéo léo đầy yêu thương của cô đã làm cho những năm đầu tiên đi học của tôi thật đẹp. Chính vì cô giáo tôi đã nắm bắt đúng thời điểm để truyền đạt kiến thức, khiến tôi cảm thấy dễ chịu và dễ chấp nhận. Cô giáo tôi đã nhận ra rằng tâm trí của một đứa trẻ giống như một con suối cạn gợn sóng và nhảy múa vui vẻ trong suốt quá trình giáo dục của nó, và phản chiếu ở đây một bông hoa, một bụi cây, một đám mây nhỏ. Và cô ấy đã cố gắng hướng dẫn tâm trí tôi đi theo con đường của nó, biết rằng giống như một con suối, nó phải được nuôi dưỡng bởi những dòng suối trên núi và những con suối ẩn, cho đến khi nó mở rộng ra một con sông sâu, có khả năng phản chiếu trên bề mặt êm đềm. Những ngọn đồi cuồn cuộn, những bóng sáng của cây cối và bầu trời xanh, cũng như khuôn mặt ngọt ngào của một bông hoa nhỏ. Những gì chúng ta đã từng tận hưởng và yêu thương sâu sắc, chúng ta không bao giờ có thể mất, vì tất cả những gì chúng ta yêu sâu sắc đều trở thành một phần của chúng ta. Chừng nào ký ức về những người bạn yêu quý nhất định còn sống trong trái tim tôi sẽ nói rằng cuộc sống vẫn tốt đẹp. Khoa học có thể đã tìm ra cách chữa trị cho hầu hết các căn bệnh, nhưng nó không tìm ra phương thuốc nào cho điều tồi tệ nhất, sự thờ ơ của con người. Bóng tối đáng sợ nhất là đêm tối của sự thiếu hiểu biết và sự vô cảm. Mọi người không thích suy nghĩ. Nếu một người nghĩ, người ta phải đưa ra kết luận. Những kết luận không phải lúc nào cũng dễ chịu. Một khúc quanh của con đường không phải là cuối con đường, trừ khi bạn không kịp rẽ. Hãy tin rằng, khi bạn không vui nhất, rằng có điều gì đó để bạn làm trên đời, chỉ cần bạn có thể xoa dịu nỗi đau của người khác, cuộc sống không phải là vô ích. Vì ba điều mà tôi cảm ơn Chúa mỗi ngày trong đời, cảm ơn vì Ngài đã xác nhận cho tôi kiến thức về các tác phẩm của Ngài. Cảm ơn sâu sắc rằng Ngài đã đặt trong bóng tối của tôi ngọn đèn đức tin. Lời cảm ơn sâu sắc nhất rằng tôi có một cuộc sống khác để hướng tới, một cuộc sống vui tươi với ánh sáng và hoa và bài hát trên trời. Tôi tin rằng Chúa ở trong tôi như mặt trời có màu sắc và hương thơm của một bông hoa. Ánh sáng trong bóng tối của tôi, tiếng nói trong im lặng của tôi. Không có cách nào tốt hơn để cảm ơn Chúa hơn là hãy giúp đỡ một ai đó trong bóng tối.
Thật tuyệt vời khi những người tốt dành bao nhiêu thời gian để chiến đấu với cái xấu. Nếu họ chỉ tiêu hao cùng một lượng năng lượng để yêu thương đồng loại của mình, thì cái xấu sẽ biến mất theo dấu vết của chính mình. Dưới cái chạm nhẹ nhàng nhất ẩn chứa những móng vuốt nguy hiểm. Cuộc sống là một chuỗi các bài học phải sống mới có thể hiểu được. Tình yêu giống như một bông hoa đẹp mà tôi có thể không chạm vào, nhưng hương thơm của nó khiến khu vườn trở thành một nơi thú vị tương tự. Tự thương hại là kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta, mà nếu chúng ta nhượng bộ nó, chúng ta không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì tốt trên thế giới này. Tôi hiếm khi nghĩ về những hạn chế của mình, và chúng không bao giờ khiến tôi buồn. Có lẽ đôi khi chỉ một chút khao khát, nhưng nó mơ hồ như làn gió thoảng giữa muôn hoa. Nhiều người biết quá ít về những gì nằm ngoài phạm vi kinh nghiệm ngắn ngủi của họ. Họ nhìn vào bên trong chính họ và không tìm thấy gì. Do đó họ kết luận rằng không có gì ngoài chính họ cả. Sự nỗ lực không ích kỷ, mang lại niềm vui cho người khác sẽ là khởi đầu của một cuộc sống hạnh phúc hơn cho chính chúng ta. Nếu bạn có thể mơ về nó, bạn có thể làm nó. Hãy hạnh phúc với những gì bạn có, trong khi làm việc cho những gì bạn muốn. Chúng ta không đơn độc, chúng ta thuộc về công ty lớn nhất trên thế giới, công ty của những người đã từng biết đến đau khổ. Khoan dung là nguyên tắc đầu tiên của cộng đồng, đó là tinh thần bảo tồn những gì tốt nhất mà hầu hết mọi người nghĩ. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn, miễn là chúng ta gắn bó với nó đủ lâu. Bạn đã đặt cho mình một nhiệm vụ khó khăn, nhưng bạn sẽ thành công nếu bạn kiên trì và bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi vượt qua những trở ngại. Một nhiệm vụ đau đớn được hoàn thành sẽ làm cho người làm tiếp theo trở nên dễ dàng và dễ dàng hơn. Tôi không thể làm mọi thứ, nhưng tôi vẫn có thể làm điều gì đó. Và bởi vì tôi không thể làm tất cả mọi thứ, tôi sẽ không từ chối làm điều gì đó mà tôi có thể làm được. Tôi không muốn hòa bình vượt quá sự hiểu biết. Tôi muốn sự hiểu biết mang lại hòa bình. Niềm tin là sức mạnh để một thế giới tan vỡ sẽ xuất hiện trong ánh sáng. Người ta nói rằng cuộc sống đã đối xử với tôi rất khắc nghiệt. Và đôi khi tôi đã than phiền trong lòng vì nhiều thú vui của con người đã bị loại bỏ khỏi tôi. Nếu có nhiều điều đã từ chối tôi, thì rất nhiều điều đã được trao cho tôi. Tôi bắt đầu việc học của mình với sự háo hức. Trước khi tôi nhìn thấy một thế giới mới mở ra trong vẻ đẹp và ánh sáng, và tôi cảm thấy trong mình có khả năng hiểu biết mọi thứ. Trong thế giới thần tiên của tâm trí, tôi được tự do như bao người khác, với đầy đủ thị giác và thính giác. Tâm trí lớn như vũ trụ. Thế giới đẹp nhất luôn được nhập vào thông qua trí tưởng tượng. Một bài thơ hay không cần thông dịch viên nào khác ngoài một trái tim biết đáp lại. Đối với tôi, dường như nhiều học giả quên rằng việc chúng ta thưởng thức những tác phẩm văn học vĩ đại phụ thuộc nhiều hơn vào sự đồng cảm sâu sắc của chúng ta hơn là sự hiểu biết của chúng ta. Hơn bất cứ lúc nào, khi tôi cầm trên tay một cuốn sách yêu quý, những giới hạn của tôi không còn nữa, tinh thần của tôi được tự do. Có niềm vui trong sự quên mình, vì vậy tôi luôn cố gắng biến ánh sáng trong mắt người khác trở thành mặt trời của tôi. Âm nhạc trong tai người khác là bản giao hưởng của tôi. Nụ cười trên môi người khác là niềm hạnh phúc của tôi. Có những lúc tôi khao khát cuốn trôi đi một nửa những điều tôi mong đợi sẽ học được. Vì tâm trí quá tải, không thể tận hưởng kho báu mà nó đã đảm bảo với giá đắt nhất. Chúng ta cần những giới hạn và sự cám dỗ để cởi mở nội tâm của mình, xua tan sự khờ khạo, xé bỏ lớp ngụy trang, vứt bỏ những thần tượng cũ và phá bỏ những tiêu chuẩn sai lầm. Chỉ bằng những thức tỉnh thô lỗ như vậy, chúng ta mới có thể được dẫn dắt đến sống ở một nơi mà chúng ta ít chật chội hơn,
ít bị cản trở bởi bên ngoài luôn luôn cố chấp. Chỉ khi đó, chúng ta mới khám phá ra một năng lực mới và sự đánh giá cao cái thiện, cái đẹp và chân lý. Con người, khung cảnh, cách cư xử, niềm vui và bi kịch của nó nên là những diễn giải hữu hình sống động của thế giới thực. Trong khi họ nói rằng điều đó không thể được thực hiện, điều đó đã được thực hiện. Thế giới không chỉ rung động bởi những cú xô ngã dũng mãnh của các anh hùng, mà còn bởi tổng hợp những nỗ lực nhỏ nhoi của mỗi người lao động lương thiện. Những kỳ quan vô hạn của vũ trụ được tiết lộ cho chúng ta một cách chính xác khi chúng ta có khả năng tiếp nhận chúng. Sự nhạy bén trong tầm nhìn của chúng ta không phụ thuộc vào việc chúng ta có thể nhìn thấy bao nhiêu, mà là chúng ta cảm thấy như thế nào. Cuộc sống là một công việc kinh doanh thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác. Trong tâm hồn cao cả này, tình yêu và kiến thức rộng lớn nhất đã được hòa quyện với niềm tin đã trở thành cái nhìn sâu sắc. Bạn không thể chạm vào những đám mây, bạn biết đấy, nhưng bạn cảm thấy mưa và biết rằng hoa và trái đất đang khác mà có nó sau một ngày nắng nóng vui mừng biết bao. Bạn cũng không thể chạm vào tình yêu, nhưng bạn cảm nhận được sự ngọt ngào mà nó tràn vào mọi thứ. Tôi đã nỗ lực trong nhiều năm để làm sáng tỏ sự thật quan trọng này, và mọi người vẫn ngạc nhiên khi tôi nói với họ rằng tôi hạnh phúc. Họ tưởng tượng rằng những giới hạn của tôi đè nặng lên tinh thần của tôi và bó buộc tôi vào tảng đá của sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, dường như đối với tôi, hạnh phúc rất ít liên quan đến các giác quan. Nếu chúng ta quyết định rằng đây là một vũ trụ buồn tẻ và không có mục đích, nó sẽ là thế và không có gì khác. Mặt khác, nếu chúng ta tin rằng trái đất là của chúng ta và mặt trời và mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời là niềm vui của chúng ta, thì sẽ có niềm vui trên những ngọn đồi và niềm vui trên những cánh đồng, vì người nghệ sĩ trong tâm hồn chúng ta tôn vinh tạo vật. Chắc chắn, nó mang lại phẩm giá cho cuộc sống khi tin rằng chúng ta được sinh ra trên thế giới này vì những mục đích cao quý, và rằng chúng ta có một số phận cao hơn những gì có thể đạt được trong giới hạn hẹp của cuộc sống vật chất này. Mùi là một thầy pháp hiệu nghiệm đưa bạn qua hàng ngàn dặm và tất cả những năm bạn đã sống. Mùi trái cây đưa tôi đến với quê hương miền Nam của tôi, đến tuổi thơ nô đùa trong vườn đào. Những mùi khác, tức thì và thoáng qua, khiến trái tim tôi giãn ra một cách vui vẻ hoặc co thắt lại với nỗi buồn nhớ. Ngay cả khi tôi nghĩ về những mùi, mũi tôi cũng đầy mùi hương khơi dậy những ký ức ngọt ngào về mùa hè đã qua và những cánh đồng chính ở xa. Tôi cho rằng mình nên tìm thấy sự thoải mái khi nghĩ rằng mình đang cất giữ kho báu để hưởng thụ trong tương lai. Nhưng tôi đủ ngẫu hứng để thích niềm vui hiện tại hơn là tích trữ sự giàu có trước một ngày mưa. Đối với tôi, dường như trong mỗi chúng ta đều có khả năng lĩnh hội những ấn tượng và cảm xúc mà nhân loại đã trải qua từ thuở ban sơ. Mỗi cá nhân đều có trong mình tiềm thức ký ức về trái đất xanh và dòng nước chảy róc rách, và sự khiếm khuyết thị thính giác không thể cướp đi món quà này từ bao đời nay. Năng lực kế thừa này là một loại giác quan thứ 6, một giác quan linh hồn, nhìn, nghe, cảm nhận, tất cả trong một. Hãy sử dụng đôi mắt của bạn, như thể ngày mai bạn sẽ không thể nhìn thấy. Và phương pháp tương tự có thể được áp dụng cho các giác quan khác. Hãy nghe âm nhạc của những giọng nói, tiếng hót của một loài chim, những dòng nhạc hùng tráng của một dàn nhạc, như thể bạn sẽ không thể nghe thấy vào ngày mai. Chạm vào từng đối tượng như thể ngày mai xúc giác của bạn sẽ bị lỗi. Ngửi hoa thơm, thưởng thức từng mảnh như thể ngày mai bạn không bao giờ được ngửi và nếm lại. Tận dụng tối đa mọi ý nghĩa, vinh quang trước vẻ đẹp mà thế giới ở tất cả các khía cạnh của niềm vui tiết lộ cho bạn thông qua một số phương tiện tiếp xúc mà thiên nhiên cung cấp. Nhưng trong tất cả các giác quan, tôi chắc chắn rằng cảnh tượng đó là thú vị nhất.
Hãy chìa tay ra để cảm nhận sự sang trọng của những tia nắng. Hãy áp những bông hoa mềm mại vào má bạn và vuốt ve vẻ đẹp của chúng, khả năng thay đổi hình dạng tinh tế của chúng, vẻ đẹp và sự tươi mới của chúng. Vì suy cho cùng, mỗi người muốn có được kiến thức thực sự phải leo lên ngọn đồi khó khăn của mình. Và vì không có đường dẫn đến đỉnh, nên tôi phải leo ngoằn ngoèo theo cách của mình. Tôi trượt ngã nhiều lần, tôi ngã, tôi đứng lên, tôi chạy ngược lại bờ vực của những chướng ngại vật tiềm ẩn. Tôi mất bình tĩnh và tìm lại nó và giữ nó tốt hơn. Tôi bước tiếp, tôi đạt được một chút, tôi cảm thấy được khích lệ. Tôi nhận được háo hức hơn và leo lên cao hơn và bắt đầu nhìn thấy đường chân trời mở rộng. Mọi cuộc đấu tranh đều là một thắng lợi. Thêm một nỗ lực nữa và tôi đến được với đám mây rực rỡ, bầu trời xanh thẳm, một chỗ cao mà tôi mong muốn. Kinh nghiệm phong phú kỳ diệu của con người sẽ mất đi thứ gì đó đáng vui mừng nếu không có những giới hạn cần khắc phục. Giờ trên đỉnh đồi sẽ không còn quá tuyệt vời nếu không có những thung lũng tối tăm để đi qua. Tri thức là sức mạnh. Đúng hơn, tri thức là hạnh phúc. Bởi vì có tri thức, hiểu biết rộng, sâu, là biết kết quả đúng từ điều sai và cao cả từ điều thấp kém. Để biết những suy nghĩ và hành động đã đánh dấu sự tiến bộ của con người là cảm nhận những nhịp đập trái tim vĩ đại của nhân loại qua nhiều thế kỷ. Và nếu một người không cảm thấy trong những nhịp đập này là một sự phấn đấu hướng lên tầng cao, thì người đó thực sự mất cảm giác trước những hài hòa của cuộc sống. Bất cứ điều gì tôi đã từng làm, cuối cùng đều đáng giá. Thế mà ban đầu tôi đã sợ khiếp vía. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Jessica Thảo Nguyễn. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.